Hoa sen có vai trò và vị trí đặc biệt trong văn hóa và tâm linh của người châu Á. Chỉ duy nhất loài sen mới hội tụ đầy đủ trong mình ý nghĩa triết học, nhân sinh cao quý. Không phải tình cờ mà biểu tượng logo của CP Group lại là hình ảnh bông sen màu xanh với ý nghĩa về sự tinh khôi, chân thành, thuần khiết. Thể hiện tính chất các sản phẩm của CP Group, sạch sẽ, an toàn và đáng tin cậy. Đó cũng chính là chìa khóa thành công của CP Group cho đến nay. Tập đoàn CP, Charun Pokapan Group, được thành lập năm 1921 tại Bangkok, Thái Lan. Đến nay đã phát triển thành một trong những tập đoàn sản xuất kinh doanh đa ngành nghề mạnh nhất của Thái Lan. Tập đoàn CP hiện có 200 chi nhánh tại 20 quốc gia, với hơn 300.000 nhân viên địa phương, xuất khẩu đi 140 quốc gia tại 5 châu lục trên toàn thế giới. Tập đoàn CP gia nhập thị trường Việt Nam từ những năm 1988. Đến năm 1993, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi CP Việt Nam cùng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đầu tiên tại tỉnh Đồng Nai. Nay được đổi tên thành công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, gọi tắt là CP Việt Nam. Trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo, CP Việt Nam luôn kiên định với chủ trương hướng tới 3 lợi ích. Trong đó đặt lợi ích của đất nước và của người dân lên trên lợi ích của công ty. Trong suốt 25 năm đầu tư tại Việt Nam, CPV luôn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Những thành công này không chỉ tạo sự phát triển vượt bậc và bền vững, mà còn đóng góp vào việc tái cơ cấu ngành trong lĩnh vực chăn nuôi, góp phần vào sự phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.